Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Shopping với Duy Thanh. Và như mỗi khi Duy Thanh sẽ giới thiệu quý vị những mẫu mã, những thiết kế mà chúng ta cũng chia sẻ thích những mẫu là đẹp. Các quý vị nhớ từ nhớ luôn theo dõi những chương trình như vậy sẽ phải nhấn nút subscribe dưới đây. Màu đen, quần áo với màu đều có thể dùng. Và các quý vị nếu quý vị muốn biết thêm về